công đức tặng ơn như chính quyền địa phương, đồng bào nhân dân huyện đảo Lý Sơn này, với một cái tình thương cao cả của Đức Phật là từng bi, nên bà con của mình đang chịu ảnh hưởng của cơn bão số 9 vừa qua rất nặng nề. Thì với tấm lòng của người con Phật, thì chúng tôi là những người trên mọi miền đất nước, với tấm lòng đó nên hướng về miền Trung thân yêu, nên hôm nay đoàn đã đến nơi này để cùng sẻ chia đồng bào một chút ít tình thương gửi lại nơi miền Trung nói chung và Lý Sơn của chúng ta nói riêng. Và mong rằng bậc nơi này cố gắng hơn để vượt qua và vươn lên với cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Và kính chúc chư tôn đức như chính quyền địa phương sở tại tạo mọi điều kiện để giúp đỡ cho mọi người được vươn lên với cuộc sống hiện tại. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con cảm ơn lời phước ban. Chúng bạch an thân tọa chúng đạo, chúng con là đồng quan của người đảo Lý Sơn. Hôm nay Phật tọa đã phước quả ra thứ nhất mà ủng hộ cho bà con một chút tài. Con thay mặt nhân dân địa phương ở huyện Lý Sơn thành tâm tri ân và cảm niệm công đức với ngài. Nam mô chúc với ngài thánh thể thiên an. Nam mô. Tại huyện đảo Lý Sơn thật là một điểm phước cho đoàn chúng tôi được gieo duyên tại nơi đảo Lý Sơn này. Nhưng mà trước khi gieo duyên là cũng có một cái nhân nên mới có duyên được tin ở đồng bào bà con của miền Trung mình bị ảnh hưởng bão lũ, nên do đó chúng tôi cũng đến đây với tấm lòng chia sẻ với sự hướng dẫn của ngài trưởng ban trị sự của huyện Lý Sơn đây. Thì chúng tôi cũng đến đây trước thì thăm bà con và chúc sức khỏe cho bà con. Thật ra thời gian nó đã trễ rồi, chưa rồi, quý bà con cũng chờ rất nhiều. Thì thôi, thì đây là một tấm lòng của người đất liền nói chung, của mọi miền đất nước, để chia sẻ đến với bà con. Mong rằng bà con cố gắng vượt qua và vươn lên với cuộc sống an nhàn và hạnh phúc hơn. Chỉ xin để lại một chút lòng, một tấm lòng quà nhỏ bé này
và kính chúc bà con được nhiều sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. Đức tôn quý ngài đã hôm nay được hôm nay từ thiện đoàn chúng con không biết nói gì hơn, chúc quý ngài pháp thể cho nên chúng sanh bị độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tôi nói thì tôi nói lại tôi cũng vậy,